Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ xem tôi hướng dẫn các bạn cái cách đo cái tầng driver nhé. Tầng driver này này nhé. Thì đây là cái biến tần in VT 15 kW nhé. Và hiện nay tôi đang tháo cái con IC công suất này ra ngoài. Thì giả sử tôi lấy giả sử là chẳng may sau này chúng ta gặp một cái biến tần nó bị chập công suất này chẳng hạn. Thì sau khi chúng ta kiểm tra chúng ta thấy nó chập và chúng ta đã tháo nó ra ngoài, và trước khi chúng ta chuẩn bị một cái con công suất mới để chúng ta thay vào, thì cái điều một cái công việc bắt buộc đó là chúng ta cần phải kiểm tra cái mạch driver của nó nhé. Nếu như chúng ta không kiểm tra cái mạch driver này mà không may nó bị lỗi một trong hai con này, thì chúng ta lắp cái con IC này vào có thể nó bị hỏng ngay lập tức các bạn nhé. Mà cái con này là giá thành nó rất là đắt nhé, khoảng 1 triệu một con này các bạn nhé. Thế thì cái cách kiểm tra cái tầng công suất cái tầng driver này nó như sau. Trước hết là chúng ta hãy chuẩn bị cho tôi những cái thiết bị để nó an toàn. Đây tôi lấy ví dụ, đây là cái điện 3 pha đi vào và nó đi qua cái hệ thống này, là nó có cái con điện trở chống chập nhá. Đây là cái điện đầu ra, nó đã được đi qua cái bộ phận chống chập mà tôi đã quay video ở cái bài trước cho chúng ta xem rồi. Và đây là cái nguồn, trong này nó có cái cầu diode tụ lọc, và hiện nay thì tôi chỉ có dùng mỗi cái bo công suất không thôi, nó không có tụ, cho nên là tôi dùng cái nguồn này nó đã được lọc sẵn rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi chỉ việc bật cái công tắc này, nó sẽ cấp điện vào đây. Thế thì trong quá trình mà kiểm tra cái tầng driver này thì chúng ta cần thiết chúng ta có thể tháo cái bo điều khiển này ra cũng được các bạn nhé. Chúng ta cũng không cần phải cái bo điều khiển này, chúng ta tháo nó ra nhé. Chúng ta tháo, tạm thời tháo cái bo điều khiển ra ngoài. Và đây bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra nhé. Trước hết là chúng ta bật nguồn lên để chúng ta kiểm tra cái nguồn điện này. Các bạn thấy đèn báo này nó sáng này, đèn báo nó sáng này, thì là đây là nó báo cho chúng ta biết là cái bo này nó đã, nguồn nó đã chạy nhá. Thì đây là những cái con IC driver các bạn nhé. Các con IC driver ở cái máy này nó có tới 1 2 3 4 5 và đằng sau nó có hai con nữa các bạn nhé, là 7 con IC driver tất cả các bạn nhé. 7 con tất cả thì chúng ta cần phải kiểm tra cả 7 con này các bạn nhé. Thì đây bây giờ tôi sẽ kiểm tra một con để làm mẫu, sau đó chúng ta sẽ suy ra những cái con khác thì chúng ta sẽ kiểm tra tương tự các bạn nhé. Đây các bạn hãy để thang đo DC, các bạn để đồng hồ ở thang đo DC các bạn nhé. DC hai que này chúng ta cắm vào hai chân, đó chính là cái chân mà nó, tức là cái đầu ra của IC driver này nhá. Thì chúng ta cắm vào đây thì ban đầu các bạn sẽ thấy, đúng ra là nó sẽ báo là ban đầu là chúng ta thấy sao ạ, nó báo là có âm 9V các bạn nhé. Đây nó báo âm 9V, âm 9V nhá. Các bạn thấy nó báo âm 9V nhá. Bây giờ tôi sẽ lấy cái đồng hồ kim, một cái đồng hồ thứ hai là cái đồng hồ kim, tôi sẽ đo vào chân 2 và chân 3 con IC này để tôi tạo ra cái dòng điện nó chạy qua cái chân 2 và chân 3. Mà chúng ta thấy cái điện áp này nó nhảy lên thành, nó đang từ âm 9V nó nhảy lên thành 15,5V, thì là cái con IC driver của chúng ta là nó tốt các bạn nhé. Đây tôi sẽ dùng cái đồng hồ thứ hai này. Đồng hồ thứ hai này chúng ta để thang nhân 1 ohm các bạn nhé. Chúng ta để thang nhân 1 hoặc nhân 10 cũng được các bạn nhé. Tôi để thang nhân 10 cũng được. Nhân 10, khi tôi để thang nhân 10 thì tôi tạo ra cái dòng điện nó khoảng tương đương với cái dòng mà nó trong máy nó điều khiển đấy các bạn nhé. Để chúng ta để thang nhân 10 là đẹp nhất này. Và bây giờ tôi sẽ đo vào chân 2 và chân 3. Que đen thì tôi đo vào chân 2 nhé. Que đỏ tôi đo vào chân 3 nhé. Thì chúng ta quan sát cái đồng hồ bên kia nhé. Khi tôi đo vào mà đồng hồ bên này nó dẫn, đồng hồ bên này nó nhảy lên 15,5V là ok. Đó, các bạn thấy không ạ? Đồng hồ bên này nó dẫn, tức là có dòng đi qua chân 2 và 3 của diode, thì bên kia nó nhảy lên 15,5V. Ok, một con tốt nhé các bạn nhé. Chúng ta bỏ ra nó phải nhảy vào âm 10V nhé. Một con tốt. Đây, tôi đo con này. Âm, đây, chúng ta đo vào đây. Khi chúng ta đo này chúng ta phải dùng cái que đo nó thật nhọn thì cả chúng ta đo
chúng ta cắm mạnh tay vào, bởi vì cái này nó có lớp sơn cách điện các bạn nhé, nó cách điện đó, đây chúng ta thấy không ạ? Ok, được hai con rồi các bạn nhé, con thứ ba này. Đấy, các bạn mà đo như thế này thì các bạn thay IC vào, các bạn sẽ thấy nó chạy ngay và nó các bạn sẽ yên tâm là nó sẽ không bị chết công suất các bạn nhé. Đây, que đen vào chân 2, que đỏ vào chân 3. Đó, các bạn thấy không ạ? Ok, con thứ ba ok. Riêng mấy cái con dưới này thì chúng ta cần phải tra cứu IC để chúng ta biết rằng là cái chân này là cái chân S này các bạn nhé. Cái chân này là cái chân G này, đây nó có một chân G này, hai chân G này, ba chân G này, bốn chân G này, đó. Thì ở trên này nó có hai con photo quang. Thì chúng ta sẽ đo hai con này để xem con nào nó thay đổi. Như vậy là con này không phải của cái chân này. Đây. Chân này cũng không phải. Đây, chân này các bạn nhé. Khi tôi đo đến cái con này thì tôi thấy nó cái chân số thứ ba mà nó nhảy lên 15,5V các bạn nhé. Cuối cùng là tôi đo cái con bên trong này các bạn nhé. Đây, tôi đo cái con ở phía sau này. Đây, con này. Nha. Cái này có lẽ là chân số 2 các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Như vậy là tôi đã đo được 5 con rồi. Còn hai con ở phía sau này. Tôi quay nó lên phía sau này. Và tôi biết rằng là hai con này nó sẽ nằm ở vị trí đây. Cái này là chân âm trung này. Cái này là chân thứ tư này. Và tôi sẽ đo tiếp tục con này các bạn nhé. Tôi tiếp tục đo con này cho các bạn xem. Vẫn là que đen vào chân số 2 này, que đỏ vào chân số 3 này. Khi nào tôi thấy đồng hồ bên kia dẫn thì bên này nhảy lên 15,5V là ok. Con này là ok nhé. Con cuối cùng này là cái chân này các bạn nhé. Đây, con này là của cái con ở bên trong này các bạn nhé. Và đen ở chân 2, que đỏ ở chân 3 này. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là vừa rồi tôi đã kiểm tra xong 7 con driver, 7 con IC driver của cái tầng công suất này. Và tôi thấy nó đều ok các bạn nhé. Và như vậy là bây giờ tôi có thể là yên tâm tôi thay cái IC công suất này vào các bạn nhé. Đấy, vừa rồi tôi đã kiểm tra cái tầng driver cho các bạn xem nhá. Thế còn bây giờ tôi tắt nguồn đi này. Đấy, khi chúng ta chế cái nguồn này chúng ta sửa thì nó sẽ rất là an toàn, kể cả chúng ta không may có làm chập thì nó cũng không gây ra lỗ cái gì hết các bạn nhé. Thì đấy là cái một trong những cái biện pháp an toàn, đó là chúng ta cần phải chế những cái thiết bị để chúng ta sửa chữa, bởi vì là khi những cái biến tần này nó chập thì nó rất là nguy hiểm đến cái nguồn điện các bạn nhé, bởi vì cái dòng nó rất là mạnh, để chúng ta hiểu như vậy. Đây, sau khi mà chúng ta tắt nó đi rồi thì các bạn sẽ quan sát, trước hết là tôi sẽ giải thích thêm về về cái phần này, đó là cái nguồn này nó lấy ở đâu ra nhé. Đây, vừa rồi trong cái bài trước thì chúng ta được tôi phân tích là cái mạch driver này, và chúng ta đã hiểu là cái mạch driver này, cái hoạt động của nó. Tuy nhiên chúng ta còn cái thắc mắc là không biết cái nguồn này nó lấy ở đâu ra, đúng nhỉ? 15,5V này thì âm này, nó 15,5V này âm này, và hai cái nguồn này nó có phải là một hay không? Thì thưa các bạn, hai nguồn này là hoàn toàn khác nhau nhé. Nguồn này đây, thì đây thì trong cái sơ đồ này tôi đã vẽ cái sơ đồ của cái nguồn ra các bạn nhé. Đây là cái biến áp xung nhé, và nó có rất là nhiều cái cuộn dây cách ly với nhau nhé. Thì cái cuộn dây thứ nhất này nó tạo ra cái nguồn dương 15,5V và âm 9V số 1, mát số 1 và số 1. Thế còn cái cuộn thứ hai này thì tạo ra 15,5V số 2, mát số 2 và 9,0V, âm 9,0V số 2. Và như vậy là nó có tới, như vậy là có tới 4
ba cái nguồn này các bạn nhé, ba cái nguồn này để nó điều khiển cho ba cái con đèn bên trên, nó gọi là ba cái con đèn bên trên của cái pha UVV kép. Thế còn riêng một cái nguồn thứ tư này thì nó điều khiển chung cho ba đèn bên dưới và cái con đèn của cái mạch xả, nó gọi là điều khiển điện trở xả các bạn nhé. Tức là bốn con IGBT ở phía dưới thì nó chỉ cần một cái nguồn này thôi, nhưng mà ba cái con ở phía trên của ba pha UVV kép ấy, thì nó phải dùng ba cái nguồn riêng nhé, nó dùng ba cái nguồn riêng. Thì cái nguồn này nó chính là cái nguồn này, đây tôi đã ghi đây rồi, 15,5V số 1 đây, mát số 1 đây, nó vào cái chân S này, và âm 9V số 1 đây, nó vào cái chân số 5, 15,5V số 1 nó vào chân số 8 của con IC bên trên này. Thế còn cái 15,5V số 2 nó vào IC bên dưới này. Hai cái nguồn này cùng 15,5V nhưng nó khác nhau. Âm 9V số 2 nó vào chân này, số 5 này, và mát số 2 nó vào chân S này nhá. Các bạn thấy nó cái cơ chế cấp nguồn của nó như vậy. Thế còn ở trên bo này thì đây chúng ta quan sát cái đám tụ này nhá. Đám tụ này. Cái đám tụ này nó có 4 4 cặp tụ các bạn nhá. Nó có 4 cặp tụ. Đây. Thì trong ba cái cặp này là một con này lọc dương 15V này, một con lọc dương 15V số 2 này, một con lọc dương 15V số 3 này. Con này lọc âm 9V, âm 9V, âm 9V này. Và cái con này lọc dương 15V số 4 này, âm 9V này. Bây giờ các bạn xem tôi đo nhé, tôi bật nguồn lên này. Để đo cái điện áp ở hai đầu cái tụ này thì chúng ta có thể đo vào đầu cái tụ gốm nhá, chúng ta đỡ phải quay ở bên dưới. Đây các bạn nhìn tôi đo bên cái chân tụ gốm này. Đấy các bạn thấy nó có 15,6V nhá. À, chân tụ gốm ở trong cái khe này. Ở đây nó có cái lớp keo, chúng ta thấy là cái lớp keo là nó rất là chắc. 9V, âm 9V các bạn nhé. Đó, cái nguồn thứ hai này cũng thế, nó gọi là nguồn cộng trừ đấy các bạn nhé, nhưng nó không đối xứng các bạn nhé. 15,6V này. Con này này. Các bạn chú ý là cái nguồn này mà nó bị lỗi là nó có thể làm chết công suất đấy các bạn nhé. Đấy, âm 9V này, chúng ta phải cắm mạnh tay thì nó mới tiếp xúc các bạn nhé. 15,6V này. Ở đây chúng ta thấy nó báo âm này thì chúng ta đảo lại que đo thôi, không vấn đề gì. 15,6V này. 9V này nhé. Mười lăm phẩy sáu vô này, 9V này. Đấy, chúng ta thấy như vậy là bốn cái nguồn nó nằm ở vị trí đó các bạn nhé. Thế còn cái nguồn này, ngoài cái bốn cái nguồn này ra, bốn cái cặp nguồn cộng trừ này ra, thì nó còn cái nguồn 5V lọc ở trên cái tụ này, nguồn 24V lọc ở trên cái tụ này các bạn nhé. Và cái tụ này chúng ta đo xem là được bao nhiêu vôn các bạn nhé. Nó có cái nguồn cộng trừ 15V nữa các bạn nhé, 5V này, nguồn cộng trừ 15V ở đây này, để nó cấp cho mấy con IC bảo vệ các bạn nhé. Như vậy là trên cái nguồn xung này thì chúng ta thấy nó có ra 5V này là một này, 5V là một này, thứ hai là cộng trừ 15V này, hai này, cộng trừ 15V đây, 5V đây, cộng trừ 15V trên hai cái tụ này, và 24V trên hai cái tụ này, và bốn cái cặp nguồn là cộng 15,5 và âm 9 ở trên bốn cái cặp này các bạn nhé. Thì đấy là cái nhiệm vụ của cái nguồn xung này, đi ra các cái điện áp như vậy các bạn nhé.